Xin chào các bạn, tôi hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn mặn củ cà rốt. Trước tiên thì chúng ta cần có đất màu cam. Để nặn củ cà rốt, trước tiên chúng ta sẽ lăn hình tròn. Bất cứ hình gì chúng ta đều lăn hình tròn. Rồi mình nghiêng bàn tay để tạo độ dài, mà chỉ tạo phần dài của cái cuốn này thôi nha. Các bạn cứ sát ngón tay vào. Còn khi chỗ này chưa được thì mình lại lấy ngón tay này mình có thể lăn. Đấy. Rồi khi mà mình tạo dáng xong, mình sẽ tạo cái khứa. Nó phải so le nhau. Cách xa nhau nhé, đừng gần, gần nó lại không đẹp. Rồi, mình mới tạo lỗ để chút nữa mình gắn cuốn. Đây. Bây giờ mình sẽ làm cái cuốn và rốt. Mình cũng làm hình tròn. Mình chỉ cần ngón tay nhỏ trỏ thôi. Tại vì cái này nó nhỏ, mình cầm kéo, mình cắt ra nhiều tua. Đầu tiên mình cắt đôi, phần đôi kia mình lại cắt làm đôi tiếp, sẽ thành 4. Rồi mình lại chia nhỏ ra thành 8. Càng nhiều cái râu này thì càng đẹp các bạn nhé. Rồi xong xuôi, mình sẽ cho keo. Mình dán keo để giữ lại. Rồi mình gắn cuốn vào nha. Đây, tôi đã hoàn tất củ cà rốt. Cảm ơn các bạn theo dõi. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.